Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Hợp tác xã được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, Thái Nguyên đã và đang hình thành nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả quy mô lớn. Hướng đi này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng thương hiệu cây ăn quả cho Thái Nguyên, một địa phương không chỉ nổi tiếng mệnh danh là xứ trà mà còn là vùng đất tạo nên những trái ngọt. Xã Linh Sơn là một trong những địa phương có đóng góp tích cực trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên. Với chất đất đồi đặc trưng, giống ổi Đài Loan được trồng tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên đã đem lại hương vị thơm ngon, thịt quả giòn, vị ngọt đậm và được người tiêu dùng ở một số thị trường tại Thái Nguyên, Hà Nội và một số tỉnh miền núi phía Bắc ưa chuộng. Năm 2019, ổi của xã Linh Sơn đã được công nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là tiền đề để năm 2020, 35 hộ dân trồng ổi ở xã Linh Sơn thành lập hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn cùng nhau trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và xây dựng thương hiệu ổi sạch. Mở đầu cho chương trình Hợp tác xã ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng tới thăm vườn ổi của người dân ở xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong tiểu mục Hợp tác xã hôm nay. Đến năm 2020, Hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn đã được thành lập với 35 thành viên. Ông Liễu Văn Hai là thành viên của Hợp tác xã ổi Linh Nham và cũng là hộ gia đình có diện tích trồng ổi lớn tại xã Linh Sơn. Mỗi năm, gia đình ông thu hái vụ ổi chính và thu giải đều trong các tháng. Tổng một năm, nhà ông Hai thu hoạch được 24 đến 25 tấn ổi, với giá bán trung bình từ 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg bán tại vườn, thu nhập được hơn 300 triệu đồng một năm. Với kinh nghiệm trồng ổi 23 năm, ông Hai đã ngày càng khẳng định được thương hiệu ổi của vùng đất đồi Linh Sơn. Chúc là cái 1-2 năm đầu thì kỹ thuật mình làm nó ổi nó cũng chưa được ngon lắm. Sau 4 năm sau thì mình làm cái ổi cũng tương đối ngọt. Thế dân người ta tự là khen là ổi ngọt thôi. Còn mình ăn thì mình ăn hàng ngày mình cũng thấy ăn được. Nhưng khách hàng người ta cảm thấy yêu mến hơn là cứ nói là muốn cái ổi nhà mình thôi. Ví dụ mình cân đi Lào Cai chẳng hạn, người ta bảo là ổi khác là người ta không muốn được. Cứ muốn của nhà không thôi. Hiện giờ gia đình tất cả... Gia đình nói chung là mỗi ổi không thôi, ngoài ra không làm một cái gì khác. Tức là bây giờ thì còn con cái thì đi làm, đi học, còn hai vợ chồng làm mỗi ổi không thôi. Thì nhà tôi thì diện tích hiện tại có bây giờ nó khoảng gần 4 sào. Thế thì một năm thì bây giờ trừ chi phí hết rồi thì nhà tôi còn thu nhập lại tầm khoảng 7 đến 80 triệu. Đấy là thu nhập, đấy là riêng cây ổi. Thì nói chung đối với cây ổi thì là một cái cây nó dài ngày. Nó cái ưu điểm của nó là có thể là mình không làm hôm nay, có thể là mình lùi sang ngày mai mình làm vẫn được. Thế do vậy điều kiện gia đình mà nó cũng là lao động nó cũng không có nhiều, cho nên là tôi lựa chọn là tôi trồng 50% là ổi và 50% là những cây trồng khác. Trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gáp đã đem lại giá trị thương hiệu cho ổi ở xã Linh Sơn. Để cây ổi có đủ dinh dưỡng, chất lượng quả ổi đạt năng suất cao, ông Hiếu cùng 35 thành viên trong hợp tác xã đã chuyển từ sử dụng phân hóa học sang phân hữu cơ nhằm tái tạo lại dinh dưỡng cho đất để cây ổi phát triển khỏe và ít sâu bệnh. Những cái ưu điểm của cái làm Việt Gáp mà làm theo cái quy trình thì là nó cho ra cái sản phẩm thứ nhất là nó là chất lượng, thứ hai là nó cho ra tức là mình có nhu cầu để tạo ra sản phẩm lúc nào thì là mình sẽ chăm bón cái cây vào cái thời điểm nó thích hợp thì để nó đạt ra cái sản phẩm của mình là nó đúng vào cái thời điểm mà mình muốn để mình cung cấp được ra thị trường. Nói chung là đối với phân hữu cơ thì nếu tính độ nhàn đối so với bớt công lao động thì có thể là nó phải bớt đi đến 50% công lao động. Bởi vì ví dụ như tôi bón phân chuồng là một bao một gốc này là khoảng 30 cân. Nhưng phân hữu cơ mà bón một nứa thì nếu bón nhiều thì nó rơi vào khoảng 7 cân đến 8 cân thôi. Cho nên là mình mang vác vận chuyển nó rất đơn giản. Hơn nữa là mình rạch ở dưới đất ra thì chỉ cần rạch nó đủ vừa tầm để lấp kín được phân là đạt yêu cầu. Mà nếu bón phân chuồng thì phải rạch rãnh to sâu và đấy tất cả mọi các cái công là nó đều nhiều hơn là so với cái bón phân hữu cơ này. Trước đây, ông Hiếu ngoài việc sử dụng phân hóa học, ông Hiếu đã ý thức được sử dụng phân chuồng hoại ủ để chăm sóc cho cây. Tuy nhiên, công sức làm phân chuồng sẽ vất vả hơn rất nhiều. Từ khi vào hợp tác xã, các thành viên trong hợp tác xã được ban quản trị hợp tác xã kết nối với các cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ trên thị trường nhằm có được giá mua vật tư đầu vào tốt hơn, mua lẻ trên thị trường. Để nó bảo đảm về an toàn cho quả ổi thì nó có những vấn đề. Thứ nhất là bây giờ mình bón phân nó phải đúng theo quy trình, đúng theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Thế ngoài ra còn cái phun thuốc bảo vệ thực vật
thì trong lúc giai đoạn mà khi mình tỉa cành ổi nó lên chồi lại lộc hoặc lúc nó đang đâm hoa ra quả thì có thể là mình sử dụng những loại thuốc nào nó có hiệu quả là được, nhưng mà đến khi sau khi mà mình đã bọc xong rồi thì là chúng tôi là chủ yếu là sử dụng vào những loại thuốc sinh học. Đấy, thì làm sao để cái bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để cho người tiêu dùng cũng như là bản thân mình. Bởi vì như chúng tôi này thì nếu mà đến cái mùa ổi này thì ít nhất một ngày là phải sử dụng một người là rơi vào khoảng 3 quả. Đấy, cho nên là việc đầu tiên là mang lại cái an toàn cho chính bản thân mình và gia đình nhà mình đã. Sau đó thì mới đến xã hội. Hợp tác xã thì đến nay thì thành lập cũng được 4 năm rồi. Thì hiện nay của mình đang có 35 thành viên. Và tiếp tục đợt tới này thì hợp tác xã cũng có cái định hướng là kết nạp thêm các thành viên ở Đinh Sơn vào. Thì hiện nay tại Đinh Sơn thì có hơn 100 hộ dân mà trồng ổi cơ. Thì cũng đang mong muốn là tất cả các hộ mà trồng ổi đều tham gia vào hợp tác xã. Vì sao ạ? Vì thứ nhất là ổi Đinh Sơn thì từ trước đến nay thì đang trồng theo cái chưa có cái quy củ. Ví dụ như là hiện nay mình tập trung vào toàn vụ chính thôi. Thì hiện nay cái định hướng của hợp tác xã là sẽ giải vụ ra, chia các hộ ra để làm sao mà lúc nào có hàng để cung cấp cho các thương lái và các siêu thị. Thì đấy cũng cái định hướng mà mong muốn. Cái hai nữa là cũng muốn cho bà con vào trong hợp tác xã này để làm theo đúng cái quy trình kỹ thuật nữa. Ví dụ như là năm nay hợp tác xã định hướng làm theo ô cốp, sản phẩm ô cốp và làm theo hữu cơ. Năm 2021, cây ổi được đưa vào trồng tại xã Linh Sơn với diện tích rất khiêm tốn, chỉ khoảng 0,2 hectare và chỉ có vài hộ dân trong xã trồng thử. Năm 2019, diện tích trồng ổi tăng lên và xã Linh Sơn đã đăng ký nhãn hiệu tập thể cho vùng chuyên canh trồng ổi. Thực ra là cái mà để xây dựng một cái thương hiệu mà đang có thương hiệu rồi để mình nâng cao cái thương hiệu lên là một trong những cái mà rất trăn trở đối với ban quản trị cũng như toàn bộ thành viên hợp tác xã. Thì hiện nay thì cái khó khăn lớn đó là bà con mình từ trước đến nay đang dùng hóa học quen rồi. Hóa học thì có thể bón cây nó bốc ngay, bốc nhanh. Thế nhưng mà về cái sản phẩm thì sẽ không bao giờ ngon bằng cái hữu cơ. Thế thì hiện nay thì tỉnh mình cũng có những cái cơ chế hỗ trợ và hợp tác xã cũng đang mong muốn được tiếp cận những cái nguồn hỗ trợ đấy để làm sao chuyển đổi sang dùng hữu cơ, hoàn toàn hữu cơ. Đấy, từ phân bón, từ đến rồi là thuốc trừ sâu sinh học thì hợp tác xã rất mong muốn được tiếp cận những cái chương trình này và cũng mong muốn được nhà nước quan tâm hơn nữa về cái chuyển đổi đối với cái ổi hiện nay đang là Việt Gáp, mong muốn được sang làm ô cốp. Thì cũng đang cơ bản là trong tháng 6 này cũng sẽ hoàn thành cái sản phẩm ô cốp và để đưa được vào các siêu thị. Sau hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng ổi, các thành viên trong hợp tác xã ổi Linh Nham đều mong muốn sản phẩm ổi sạch của người dân xã Linh Sơn sẽ định vị được thương hiệu nông sản sạch trên thị trường. Khi mà cây ổi nơi đây đã trở thành cây ăn quả chủ lực và làm giàu cho người dân vùng đất đồi Thái Nguyên. Hiện nay, hợp tác xã ổi Linh Nham đã đóng góp rất lớn vào diện tích trồng ổi theo quy hoạch vùng sản xuất an toàn của địa phương. Với giá trị kinh tế mà quả ổi ở vùng đất đồi Thái Nguyên đem lại, đã khẳng định Thái Nguyên không chỉ nổi tiếng là vùng đất trồng chè mà còn có thể tạo ra những đặc sản như ổi Linh Sơn, Na La Hiên. Tuy nhiên, ổi Linh Sơn từ khi được công nhận nhãn hiệu tập thể cho đến nay vẫn chưa xây dựng được đặc sản ô cốp nhằm nâng cao giá trị hơn nữa cho quả ổi sạch. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi phóng sự tiếp theo để hiểu hơn về sự kết nối giữa chính quyền địa phương với hợp tác xã trong hành trình xây dựng cho thương hiệu đặc sản ô cốp ổi Linh Sơn trong tiểu mục Hợp tác xã kết nối. Hiện nay, diện tích trồng ổi ở xã Linh Sơn đã lên đến hơn 70 hectare. Tuy là nguồn kinh tế chủ lực nhưng lại chưa được đưa vào các hệ thống siêu thị. Mặc dù người dân đã trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp từ nhiều năm nay, vì vậy, giá bán ổi trên thị trường không được ổn định và thường bị thương lái ép giá. Mặc dù thị trường ổi của Linh Sơn khá rộng từ thị trường địa phương cho tới Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Cao Bằng. Hiện nay cái thị trường về ổi này thì những năm trước thì có thể chính vụ thì phập phù, có những năm thì được giá thì lại mất mùa, có những năm thì lại sản phẩm ra nhiều vậy không bán được. Thì năm nay hợp tác xã cũng như chính quyền địa phương cũng đã định hướng đến bà con là chia giải vụ ra, đấy, khoanh vùng giải vụ. Đấy, và cái nữa là những cái sản phẩm của mình sẽ đi xa hơn thì sẽ bán được vào được những siêu thị sẽ bán được giá tốt hơn. Thì hiện nay các cái sản phẩm của mình cũng đưa được về Hà Nội rồi cũng đi các tỉnh nữa như Lào Cai chẳng hạn,
hay là về Bắc Giang cũng có, về Hà Nội là đang là nhiều nhất ạ. Đạt được cái sản phẩm ô cốp ấy, thì cái giá trị của quả ổi nó được nâng lên. Bình thường thì hiện nay thì trên địa bàn xã Anh Sơn bán ổi giá khoảng 15 đến 20 nghìn một cân. Nhưng mà khi có cái sản phẩm ô cốp được chứng nhận trên cái quả ổi Linh Nham xã Anh Sơn thì cái giá trị của quả ổi nó sẽ lên tăng lên có thể là 30 đến 40 nghìn đồng trên một cân ổi, đem lại cái giá trị kinh tế giúp cho nhân dân cũng như là hội viên nông dân xã Linh Sơn phát triển, đem lại cuộc sống ấm no để giúp cho nhân dân phát triển và yêu cái mảnh đất quê hương của mình. Với vai trò của kinh tế tập thể là hợp tác xã sẽ giúp cho những trái ổi thơm ngon, giòn ngọt của người nông dân ở xã Linh Sơn vươn ra thị trường, có được giá trị kinh tế cao hơn so với bán buôn cho thương lái như hiện nay. Tất nhiên bây giờ nếu nói về để lao động cá thể hợp tác xã thì nó có một số cái điểm khác biệt. Ví dụ lao động hợp và khi là đã là thành viên hợp tác xã thì đối với mình lao động sản xuất, mình sản xuất ra những cái sản phẩm gì là có định hướng của hợp tác xã. Thế từ chỗ nó có định hướng sản xuất hợp tác xã thì nó lại có định hướng cái mức độ tiêu thụ sản phẩm để cho bà con người dân. Bà con người dân chỉ biết làm sao để sản xuất ra cái sản phẩm, một là mẫu mã nó đẹp, chất lượng nó bảo đảm đúng quy trình, là cái sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn. Rồi còn lại về cái việc mà tiêu thụ sản phẩm thì đã có hợp tác xã là giúp cho bà con nhân dân, thì chúng tôi cũng bớt được một phần đi chợ bán buôn bán lẻ. Khi mà hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn được thành lập thì đây là một trong những cái điểm để cho hội viên nông dân cũng như là nhân dân xã Anh Sơn để cùng nhau sản xuất ra cái quả ổi Linh Nham, xã Linh Sơn đạt cái chất lượng hiệu quả. Về phía hội nông dân xã Anh Sơn chúng tôi thì thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên nông dân và nhân dân cùng tham gia hợp tác xã ổi Linh Nham xã Anh Sơn để tạo thành một cái chuỗi sản xuất ổi Linh Nham xã Anh Sơn đúng theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới thì đạt đến ô cốp trong năm 2024. Thì hội nông dân xã Anh Sơn thì cũng rất là mong muốn các hội viên nông dân cũng như là nhân dân cùng nhau đoàn kết để xây dựng hợp tác xã ổi Linh Nham xã Anh Sơn để thương hiệu ổi Linh Nham xã Anh Sơn. Để có thể đạt được chứng nhận ô cốp, hợp tác xã ổi của xã Linh Sơn phải tiếp cận được các thị trường thương mại điện tử trên các nền tảng số. Hiện nay, ổi của người dân xã Linh Sơn vẫn chưa được tiếp cận với sàn thương mại điện tử hay chuỗi các siêu thị. Liên kết chuỗi, kết nối giữa người dân và hợp tác xã, doanh nghiệp là nền móng vững chắc để trái ổi của vùng đất đồi Thái Nguyên khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Sau khi mà hàng đã vào siêu thị thì tất nhiên thì đối với về sản xuất nông nghiệp nói chung thì về nông dân như chúng tôi thì đều phải nghiên cứu làm sao tìm tòi và làm sao về kỹ thuật và cái chất lượng quả nó, cái sản phẩm nó ra nó càng ngày nào nó phải càng phải to đẹp và chất lượng nó càng ngày nó càng phải nâng lên để làm sao cái người tiêu dùng người ta tiêu dùng một lần người ta phải nhớ lại để cái sản phẩm của chúng tôi để lần sau người ta tìm đến người ta mua. Nói chung là bây giờ cũng rất muốn là làm sao cái hợp tác xã mình mở cái thị trường mình lại được nhờ nhiều, thì mình rất cảm ơn là hợp tác xã Linh Nham và Linh Sơn này, thì nhiều khi mình cũng làm ra này cũng muốn có mối tôi tiêu thụ là rất là tốt. Đấy. Kinh tế của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên phụ thuộc chủ yếu vào phát triển nông nghiệp. Thương hiệu ổi của hợp tác xã Linh Sơn tới đây đạt sản phẩm ô cốp sẽ góp phần đưa xã Linh Sơn về đích nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, ngành nông nghiệp của xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sẽ kết nối với các nhà khoa học, doanh nghiệp để tạo nên một chuỗi liên kết đưa trái ổi thơm ngon của vùng đất đồi Đông Bắc có mặt trên các kệ siêu thị, đưa thu nhập của người dân ngày một được nâng cao. Thói quen người tiêu dùng đã thay đổi, không đơn thuần có nhu cầu ăn các loại quả ngon mà còn phải an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Đây cũng là định hướng mà Thái Nguyên tập trung thực hiện. Một trong những nội dung ưu tiên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng trồng cây ăn quả chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ. Những trái ổi thơm ngon của hợp tác xã ổi Linh Nham, xã Linh Sơn sẽ góp phần khẳng định thương hiệu trái cây sạch của vùng đất Đông Bắc Thái Nguyên. Chương trình Hợp tác xã đến đây là kết thúc. Xin được chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.